Đây nha anh em nhá. À, anh mình làm trần gỗ gần xong rồi này. À, làm trần mây nhá. Trần mây với giả gỗ này. Anh em là có nhu cầu làm giả gỗ trần mây thì bút số điện thoại để phần mô tả đây. Đây là cây mai các bạn nhé. Đấy. Anh em cứ xem trần gỗ với trần mây với giả gỗ như này cho nó biết này. Chất như nào nha. Đấy, anh em xem này. Đây là cây tùng các bạn nhé. Đấy, anh em xem này. Đây là chim vàng anh. Một đôi chim nha. Đây là một lửa bên trong này anh em. Bên trong này thì không có điện để quay hơi tối. Đấy. Đây là chim trào màu này. Đây mình zoom lên cho các bạn xem nhé. Còn đây là nhạn. Đấy anh em có nhu cầu làm trần mây thì inbox số điện thoại để phần mô tả nha. Đây là ba con én anh em nhé. Đấy anh em có nhu cầu làm giả gỗ trần mây tranh tường inbox số điện thoại để phần mô tả, mình làm toàn miền Bắc bảo hành 15 năm anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với Giàng Cát Thành. Đây thì review hôm nay mình làm trần mây với giả gỗ anh em nhé. Đây đang tạo mây các bạn này. Đấy, anh em xem làm trần mây này. Làm phần mây nhá. Anh em nào có nhu cầu làm trần mây thì bấm số điện thoại để phần mô tả của kênh nhé. Chuyên nghiệp thế chứ không? Trước tầm nghiệp nắng rồi, bỏ luôn. Dạ, lúc nào? Cô cháu bỏ mấy tháng này hút. Trước tầm nghiệp nắng, trước... Đấy, anh em nào có nhu cầu làm trần mây thì rút số điện thoại để phần mô tả nhá. Nhà ông ngày sau là có lên TV hay không? Chứ nhà lúc nào ấy anh em bạn bè không? Cứ lên bảo bạn xem là có trên TV nhá. TV nào? Vào trên TV là xem có nhà mình ở trong đấy. Cháu quay, cháu cho lên truyền hình mà. Đấy. Trên YouTube đi. Đây là bộ họa sĩ vẽ của thầy về vẽ trần. Vâng. Anh em nào có nhu cầu làm trần mây thì inbox số điện thoại nhá. Làm toàn miền Bắc anh em nhé. Đây đang làm vần mây các bạn nhé. Thank you.
làm trần gỗ gần xong rồi này. Làm trần mây nhé. Trần mây với giả gỗ này. Anh em là có nhu cầu làm giả gỗ trần mây thì bút số điện thoại để phần mô tả đây. Đây là cây mai này, các bạn này. Đấy. Em cứ xem trần gỗ với trần mây với giả gỗ như này cho nó biết này. Chất như nào nha. Đấy, anh em xem này. Đây là cây tùng các bạn nhé. Đấy, anh em xem này. Đây là chim vàng anh. Một đôi chim nha. Đây là một lửa bên trong này anh em này. Bên trong này thì không có điện, quay hơi tối. Đấy. Đây là chim trà mào này. Đây mình zoom lên cho các bạn xem nhé. Còn đây là nhà. Đấy, anh em có nhu cầu làm trần mây thì inbox số điện thoại để phần mô tả nha. Đây là ba con én anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu làm giả gỗ trần mây, tranh tường inbox số điện thoại để phần mô tả. Mình làm toàn miền Bắc, bảo hành 15 năm anh em nhé.